Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể từng cái bước để các bạn thiết kế cái ổ cắm điện sạc được như thế này các bạn nha. Mình sẽ chỉ dẫn cụ thể cho các bạn để các bạn dùng được cái ổ cắm điện này ở trên bàn hoặc là các bạn để ở đâu đó tùy các bạn nha. Bây giờ chi tiết ở bên trong như thế này, làm như thế nào, lắp ráp như thế nào, cấu trúc của nó ra sao. Rồi các bạn tiếp tục theo dõi mình chi tiết nha. Muốn làm cái này các bạn chuẩn bị cho mình mấy cái dụng cụ cơ bản sau. Đồng hồ mua trên mạng Shopee 25k các bạn nha. Các bạn cắm hai cái jack này vào để tư thế sẵn sàng. Một sợi dây sạc điện thoại bình thường các bạn cắt ra, bỏ hai sợi màu trắng màu xanh và chỉ lấy màu đen với màu đỏ. Màu đỏ này 5V, cộng 5V, màu đen này là 0V hoặc là âm 5V. Và một cái chân cắm sạc để cắm cái dây sạc vào các bạn nha. Cắm dây sạc này vào này để tiến hành sạc các bạn nha. Nếu các bạn muốn hai cái, ba cái thì các bạn làm và mắc song song ở dưới này, chân âm chân dương 5V vào các bạn nha. Rồi các bạn bắt đầu nối tiếp nha. Bây giờ hướng dẫn các bạn cấu dây như thế nào để mà sử dụng được cái đồng hồ đó này các bạn nha. Các cái dây nhỏ đen vàng đỏ các bạn cấu như thế này nha. Màu vàng với màu đỏ cấu chung với nhau vào sợi dây dương 5V của cái chân cắm sạc điện thoại di động 5V này nha. Dây màu đen thì các bạn cấu vào dây màu đen của cái dây sạc 5V này các bạn. Dây màu đen lớn các bạn cũng cấu vào mũi âm này luôn các bạn nha. Các bạn nhìn kỹ nha. Còn dây màu đỏ chính là các bạn cấu vào chân âm của cái chân sạc chuẩn bị ra để sạc cho điện thoại di động. Bây giờ các bạn nhìn kỹ lại cái cách mình cấu nha, rất đơn giản mà như mình để như vậy chứ chưa hàng đâu nha. Dây sạc này các bạn cắt ra 4 sợi, bỏ màu trắng, bỏ màu xanh và chỉ giữ lại màu đen và màu đỏ. Đen là âm, đỏ là dương 5V. Và các bạn cấu như thế này nha. Sau đó các bạn chỉ việc cắm cái này vào cái cục sạc và sẽ cấp nguồn cho cái này. Và đồng thời sử dụng qua cái này được các bạn nha. Rồi một lần cuối mình muốn các bạn quan sát kỹ cách mình cấu nè. Giờ mình để yên để mình chiếu video cho các bạn xem nha. Đồng hồ này là mã của nó là DSNVC288 các bạn nha. Mua ở trên mạng tầm 25k, rất là rẻ luôn, mua ở Shopee 2 ngày là có các bạn nha. Bây giờ các bạn quan sát kỹ nha. Chỉ như thế này thôi, nhưng đến khi mình lắp vào là nó rất là gọn gàng các bạn nha. Mình đã cắm vào cái ổ sạc iPhone này các bạn nha, để lấy điện 5V ra nuôi cho cái đồng hồ này và cấp nguồn tới cái chân sạc này các bạn. Đồng hồ bây giờ đã báo đỏ 5V, dòng sạc là 0.00 ampere, tức là chưa cắm thiết bị gì cả. Bây giờ thì các bạn chỉ cần cắm cái dây sạc và điện thoại vào đây là nó sẽ sạc thôi, rất đơn giản. Và các bạn tháo ra thì nó không cấp nguồn, tắt, các bạn cắm vào thì dùng được thôi. Đó, đơn giản các bạn, như vậy thôi các bạn nha. Và chính cái cục sạc này mình đã bỏ ở trong cái ổ đi cầm điện này, mình bỏ đằng sau cái ổ cầm điện này để tạo cái sự gọn gàng, bí mật và đẹp. Như vậy là dễ dàng biến ổ điện thành cái sạc di động, sạc dự phòng, sạc tất cả các thứ, sạc loa Bluetooth chẳng hạn, sạc đèn LED chẳng hạn, mà có thể đo được dòng sạc của nó các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện thoại dây sạc vào đây để cho các bạn thấy nha. Giờ mình đã cắm cái dây sạc
cho cái điện thoại này rồi các bạn nha. Bây giờ mình cắm vào đây để ăn cái dòng 5V nha, và các bạn quan sát nha. Đó, dòng sạc bây giờ có rồi các bạn nha. 4 bây giờ giảm xuống còn 4.8 do cái dây sạc này nhỏ nhỏ quá, thì bạn nên dùng dây lớn lên các bạn nha. Dây sạc này, điện sạc bây giờ nó ăn là 0.85 này, nó thay đổi là tùy theo cái điện thoại này các bạn nha. Khi điện thoại này dùng dòng lớn thì nó sẽ tiêu thụ dòng lớn các bạn nha. Đó, các bạn thấy hiệu quả rõ ràng vậy không các bạn? Nè, bây giờ mình gỡ dây sạc này ra là 000 liền các bạn nha. Hả? Bây giờ cắm vào này ha. Rồi, chưa ăn các bạn. Rồi, vô nha. Đó, các bạn thấy ăn là dòng 1A liền ha. Rất là hay nha. Bây giờ mình rút ở đây thử xem sao nha. Đó, các bạn thấy hiệu quả nó không cắm ở đấy nữa nha. Bây giờ cắm nè. Giờ mình còn một tay cho nên cầm cũng hơi khó. Không có tí thể này mình cầm hơi khó. Rồi. Đó, ăn dòng rồi ha. 1A này. Không cầm điện thoại nữa, các bạn cầm bất kỳ thiết bị nào nó cũng có tác dụng hết các bạn nha. Bây giờ giả sử mình cầm một cái thiết bị khác thì nó cũng tiêu thụ một cái dòng nào đó thôi. Tùy theo cái thiết bị đó công suất là lớn hay là nhỏ các bạn nha. Bây giờ mình thử nha. Mình đang cắm cái đèn led để các bạn để thử cái đèn led này nó ăn cái dòng bao nhiêu các bạn. Cho nên nó ăn dòng nhỏ quá. Đó. Khi bật sáng lên nó mới tiêu thụ điện này. Tức là pin ở trong này sạc no rồi các bạn nhé. Đó. Mình tắt này. Mở này. Đó, dòng bây giờ mới ăn nè ha. Đó, các bạn thấy không? Khi mà dòng tiêu thụ nhỏ nó cũng đọc được dòng tiêu thụ này, 0.32A. Pin ở đây no rồi các bạn. Khi mình thay đổi là nó dòng tiêu thụ nó thay đổi các bạn nha. Ánh sáng, công suất. Đó, như vậy là các bạn đã theo dõi chỉ cho cái công đoạn mà mình là giới thiệu ở đây rồi các bạn nha. Rất là đơn giản các bạn nha. Bây giờ mình quay trở lại với cái ổ cắm điện mà mình làm ở video trước các bạn nha. Ở trong này hoàn toàn mình thiết kế giống như là ở phía bên ngoài này các bạn nha. Đồng hồ này các bạn sẽ để vào vị trí nào ở trên này tùy các bạn để ở trước này cũng được. Để bên hông này cũng được, cũng là tùy các bạn thôi nha. Còn cái cổng màu để sạc điện thoại này, hiện tại mình đang để bên này, thì các bạn có thể để ở trên này hoặc là ở bên này. Các bạn cứ khoét một cái lỗ tùy theo cái ý muốn của các bạn, hoặc là để bên hông này, hoặc là để đằng sau này các bạn nha. Ví dụ để đằng sau này cũng được các bạn nè ha. Còn cái dây này là các bạn cắm vào cái cục sạc này đang dạng ở bên trong ha. Các bạn dùng cái cục sạc lớn hay nhỏ thì tùy các bạn nha. Mà mình khuyên là nên sai lớn để nó sạc được nhiều thiết bị. Cái sạc iPhone này nó nhỏ nhưng mà cũng rất mạnh. Các bạn để vào bên trong để dùng các bạn nha. Mình thì mình chọn cục sạc Samsung này các bạn nha. Cục sạc Samsung này nó cái bề dày của nó mỏng, cho nên mình dạng vào bên trong này nó dễ dàng. Như vậy chi tiết, tất cả chi tiết để làm thì các bạn hôm nay mình giới thiệu rõ ràng rồi các bạn nha. Bây giờ mình lần cuối cùng mình xin nhắc lại là sợi dây điện sạc này các bạn lấy từ nhà sợi dây sạc này, các bạn cắt ngang ra, lấy trong này có 4 sợi, các bạn lấy màu đỏ và màu đen các bạn nha. Màu đỏ là dương, màu đen này là âm 5V, đỏ là dương 5V, và các bạn câu như mình vậy ha. Bây giờ mình để như thế này để các bạn nhìn thấy kỹ hơn ha. Các bạn nhìn lại một lần nữa các bạn nha. Các bạn nhìn lại một lần nữa, nhìn kỹ lại để các bạn có thể tự làm nha. Bây giờ mình video này mình sẽ cứ để như vậy để các bạn có thể quan sát và làm kỹ hơn nha. Mình chiếu gần làm một tí cho các bạn thấy nha.
Thôi các bạn nhìn kỹ để làm nha. Các bạn nhìn kỹ để các bạn có thể thấy được các cái sản phẩm mà mình làm rất đơn giản các bạn nha. Dây sạc USB cắt ra lấy hai sợi màu đỏ và màu đen để dùng dương 5V và âm 5V. Âm 5V này sẽ nối vào màu đen lớn và màu đen nhỏ của cái đồng hồ này. Dây màu dương đỏ 5V của cái dây sạc này các bạn nối vào dây dương màu đỏ và màu dương màu vàng của cái dây của cái đồng hồ này. Đồng thời màu đỏ này nối ra chân dương của cái chân sạc. Trên bo này còn là dây màu đỏ lớn để đo dòng sạc. Để đo dòng sạc các bạn nhé, thì các bạn câu tới chân âm của cái chân sạc này. Như vậy thôi các bạn nhé. Bây giờ mình nhắc lại nha, dây sạc này á, các bạn cắt ra lấy màu đen và màu đỏ. Dây màu xanh và màu trắng các bạn cắt bỏ đi. Dây màu đỏ này là dương 5V của cái dây chân sạc này. Dây màu đen này là âm 5V. Âm 5V các bạn cấu vào màu đen nhỏ và màu đen lớn của cái bo này nha. Còn dây màu đỏ các bạn cấu vào màu đỏ và màu vàng của cái bo này. Đồng thời lấy một sợi dây màu đỏ cấu ra chân dương của cái chân sạc để mà các bạn sạc điện thoại nhé. Cuối cùng dây màu đỏ lớn là dây đo dòng sạc, các bạn sẽ cấu ra chân âm của cái cọc sạc này. Chỉ có vậy thôi các bạn nhé, là coi như các bạn đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ các bạn quan sát lên ở cái góc này nhé. Mình muốn để như vậy để các bạn nhìn kỹ và làm theo nha, thay vì mình chụp hình một cố định. Thôi video xin dừng ở đây các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công. Và có thể nói là làm đẹp hơn mình luôn nha. Các bạn sẽ làm đẹp hơn mình luôn các bạn nha. Thôi mình xin dừng ở đây nha. Xin anh em một like, một subscribe để ủng hộ kênh nha. Và chân thành cảm ơn tất cả anh em. Hẹn gặp lại ở video sau.